Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, theo dự thảo thông tư quy định về cấp, thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới của Bộ Công an, sau ngày 1 tháng 7 năm 2023, lực lượng chức năng sẽ tiến hành triển khai thí điểm biển số định danh dành cho ô tô xe máy. Biển số sẽ được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe. Theo đó, chủ xe tại địa phương nào thì đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe thuộc tại đó. Biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe được gọi biển số định danh. Đối với tổ chức thì biển số xe được quản lý theo mã định danh của tổ chức hoặc mã số thuế. Trường hợp xe hết niên hạn sử dụng, hư hỏng hoặc chuyển quyền sở hữu xe thì biển số xe đó được cơ quan đăng ký xe thu hồi và cấp lại khi chủ xe đăng ký xe khác thuộc sở hữu của mình. Biển số định danh này được giữ lại cho chủ xe trong thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký biển số. Quá thời hạn trên, nếu chủ xe không đăng ký, cơ quan đăng ký xe sẽ thu hồi và đưa vào kho số để thực hiện đăng ký xe theo quy định. Thông tư này dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Theo thống kê Ban An toàn Giao thông trong tháng 6, Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã lập biên bản 182 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, xử phạt trên 600 triệu đồng. Trong tháng 6, toàn tỉnh đã xảy ra 16 vụ tai nạn giao thông, làm chết 14 người, bị thương 7 người. So với 6 tháng của năm 2022, thì số vụ tai nạn giao thông tăng 7 vụ, tăng 6 người chết, bị thương, tăng 2 người. Qua đó, việc vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh có chiều hướng gia tăng. Lực lượng chức năng cho biết, người dân tham gia giao thông hết sức lưu ý, đi đúng phần đường, chú ý quan sát, không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Thời gian qua, theo người dân phản ánh thì tình trạng xe chở vật liệu có biểu hiện quá tải trọng, cơi nới chở vật liệu xây dựng chạy nhiều trên tuyến đê sông Hồng gây bức xúc trong nhân dân và những người tham gia giao thông. Để chấn chỉnh và xử lý vi phạm, lực lượng giao thông đã thành lập tổ chuyên đề nhằm tuyên truyền và xử lý nghiêm những phương tiện vi phạm. Theo đó, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo thành lập 6 tổ chuyên đề, lập chốt trên tuyến đê đường tỉnh 378 tại huyện Kim Động, Khói Châu, phối hợp với các địa phương triển khai kiểm soát tải trọng phương tiện trên địa bàn bằng trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động và các thiết bị cân kiểm tra tải trọng xe đã được trang bị. Tăng cường sử dụng thiết bị ghi hình để ghi lại hình ảnh phương tiện vi phạm, đặc biệt là các xe cơi nới kích thước thành thùng. Lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát trên tất cả các tuyến, trong đó xác định tập trung cao độ tại các điểm nóng, các bãi đất đá, khu tập kết vật liệu xây dựng. Có mặt cùng tổ tuần tra kiểm soát đội cảnh sát giao thông trên tuyến, trong đó ngày 11 tháng 6 phát hiện 3 xe ô tô quá khổ quá tải, trong đó 2 xe ô tô mang biển kiểm soát 89C28911 và 89C11185 đã bị lực lượng cảnh sát giao thông phạt 12 triệu đồng một xe. Xe ô tô mang biển kiểm soát 89C18980 trên 126 triệu đồng. Những ngày gần đây, hầu hết người điều khiển phương tiện đều có thái độ hợp tác, chấp hành nghiêm sự kiểm tra hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông. Trên cái tuyến đường DT378 để ngày đêm ứng trực 24/24 để xử lý tất cả các cái trường hợp xe quá khổ quá tải. Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi đã làm rất nghiêm, thì hiện nay là cái tình trạng là xe quá khổ quá tải là đã ổn định. Đấy, còn đối với những cái phương tiện mà có cái dấu hiệu vẫn còn cơi lới mà trốn tránh lực lượng chức năng thì chúng tôi đã sẽ dùng biện pháp nghiệp vụ để cương quyết xử lý theo quy định. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành phối hợp với chính quyền địa phương, doanh nghiệp, vận tải, các công ty kinh doanh dịch vụ vận tải, đẩy mạnh việc tuyên truyền nhắc nhở, quán triệt lái xe, chấp hành nghiêm các quy định về chở hàng hóa, tiến hành ký cam kết, chấp hành nghiêm các quy định về kiểm soát tải trọng và kích thước thành thùng, từ đó nâng cao ý thức góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông. Từ ngày cơ quan chức năng tuyên truyền đến bãi chúng em là những xe cơi lưới, những xe quá khổ quá tải vào đây là em không xúc. Như hiện tại, như anh thấy thì em đang xúc cho những xe bằng thành nguyên bản 100% không cơi lưới. Và những cái xe mà không có đăng ký, đăng kiểm, không đạt chỉ tiêu là vào đây bên em cũng không xúc. Nhằm thực hiện hiệu quả ngăn chặn tình trạng hoạt động của xe quá khổ quá tải, để có giải pháp xử lý, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, các tổ công tác của lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh và công an huyện Kim Động, Khói Châu vẫn duy trì hoạt động trong thời gian tới.
Chuyên mục an toàn giao thông do Phòng Thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp cùng Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện đến đây xin tạm dừng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào các chuyên mục lần sau.